xin chào các bạn chào mừng các bạn à, thưa các bạn ở trong video này á, thì mình sẽ làm rõ hơn với các bạn về à, định nghĩa rồi về à, cấu trúc rồi là về cái đặc điểm ngữ pháp rồi là về vị trí của danh từ trong một câu tính chung nhé thì à, đây nếu bạn cần viết thì bạn hãy viết lại mình bạn nhé bởi vì đôi khi á, các bạn học ngữ pháp thì bạn cần học thuộc lòng học thuộc lòng hay học vẹt cũng được dần dần thì bạn sẽ bạn đọc nhiều câu liên quan hay là giống nhau á, tương tự nhau thì bạn sẽ hiểu được ngay thôi thế đôi khi á, bạn cố ép bản thân mình hiểu thì nó sẽ hơi khó bởi vì ngôn ngữ này được coi là một trong những ngôn ngữ khó bạn nhé. Thì ngày xưa mình học thì học ngữ pháp á, đôi khi có một số cái mình giải thích được thì ok mình cứ giải thích thôi. Còn một số cái nào mình không giải thích được thì thôi mình học thuộc lòng, coi như là dập khuôn. Thì đến một trình độ nhất định nào đó hay là thời gian trôi qua mình hiểu được rồi. À, mình hiểu nhiều thứ rồi á thì mình sẽ liên tưởng liên quan các thứ thì mình hiểu được đoạn đó. Thì theo mình là như vậy nhé, để chia sẻ với các bạn là tất cả những cái trong video của mình là đều là chia sẻ với các bạn. Thôi chứ không phải là uh, phương pháp duy nhất hay là một cái phương pháp tuyệt vời nhất, bạn chú ý nhé. Thì, uh, rồi, bây giờ thì không mất thời gian nữa, chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Danh từ trong tiếng Trung. Đây thì mình sẽ chia nội dung làm 4 phần. Thứ nhất là về định nghĩa, thứ hai là phân loại, thứ ba là đặc điểm ngữ pháp, và thứ tư là vị trí trong câu. Định nghĩa, danh từ trong tiếng Trung có tên gọi là mính sứ, mính là những từ mà à, dùng để mà chỉ người, à, chỉ sự vật, chỉ thời gian, chỉ địa điểm, chỉ nơi trốn, vân vân hoặc là tên khái niệm thống nhất nào đó à, chung cái khái niệm của nó cái định nghĩa của nó thì à, khá là rộng mà nhé thì mà chung quy lại mình nghĩ rằng tương đây là đủ và à, mình nghĩ rằng chúng ta nên chia làm hai loại là danh từ đếm được và danh từ không đếm được về danh từ đếm được á. Thì ví dụ danh từ cá thể tức là chỉ một thứ thôi Ví dụ từ nủy khái nủy khái là cô gái hay là một người nhé Cá thể Còn uh, danh từ chỉ tập thể ví dụ như là quan trọng Quan trọng là thính giả Hay là người nghe, người người nghe hoặc là người xem á Đấy Hay là danh từ không đếm được Đại biểu ví dụ như là danh từ riêng như từ uh, Trung của Là Trung Quốc Hay là danh từ chỉ vật chất như là xuệ nghĩa là nước, thủy đấy, nước. Hay là danh từ chủ tượng, hay như là từ cung chua. Cung chua có nghĩa là công việc. Thì chúng ta sẽ xét về cái phân loại của nó. Bạn nhé, thì trong phân loại này thì nó sẽ chỉ cụ thể mình sẽ có cái ví dụ. Cái này là mình cũng tìm hiểu online thôi bạn nhé. Mình tìm hiểu các cái trang web mà người ta giới thiệu. Sau đó thì mình lồng kết lại, mình cảm thấy chỗ nào dễ hiểu thì mình truyền đạt lại cho các bạn. Chỗ nào cần chỉnh sửa thì mình có chỉnh sửa. Thì các bạn tham khảo nhé. Có gì chưa được thì các bạn hãy comment ở phía dưới hoặc là chưa hiểu á. Bạn comment ở phía dưới chúng ta cùng học bạn nhé. Mình không nói là dạy mà mình nói là hướng dẫn, hỗ trợ và cùng học. Là danh từ chỉ người, ở đại từ nhân xưng. Ví dụ như là từ của là tôi. Từ tha là tha nữ nhé, là cô ấy. Danh từ riêng. Ví dụ như từ uh, xéo nhủ là tiểu vũ, tên của một cô gái chẳng hạn. Uh, hồ Chí Minh, thị. Từ thị là thành phố, còn Hồ Chí Minh là tên của bác Hồ mình nhé, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh. Danh từ tập thể hay danh từ chung có từ uh, tha mẹ bọn họ. Tha là con trai, tha nam nhé. Tha mà uh, là ám chỉ gì? Là bọn họ là đông người, là ngôi thứ ba bạn nhé. Từ cửa khủ là khách hàng, uh, đông mà bạn nói tập thể, nói chung danh từ chỉ thời gian như là chín thiên sa ủ lén tiền tức là uh, chiều nay uh, chín thiên là hôm nay sa ủ là buổi chiều như vậy dịch là chiều nay lén tiền cũng nghĩa là hai giờ dịch là hai giờ chiều nay về ngữ pháp thì bạn dịch ngược nhé. sẽ dịch lén uh, tiền trước sa ủ tiếp theo và chín thiên cuối cùng dịch ngược về uh, cái này là để ngược để ngược là cái uh, đơn vị thời gian to để trước cứ nhỏ dần nhỏ dần không giống việt nam mình Việt Nam mình nói là dịch cứ bé xong đến lớn còn đây là lớn xong đến bé cái này thì bạn trải nghiệm thêm những cái video khác của mình nhé tiếp theo sang cửa về à, sang cửa về từ về là tháng sang cửa về có nghĩa là tháng trước cái cụm từ này thì bạn học thuộc lòng danh từ chỉ địa điểm nơi trốn ví dụ như từ xuế là trường học từ trung của là đất nước trung quốc danh từ phương vị hay còn gọi là danh từ chỉ vị trí hoặc là phương hướng đấy bạn. Ví dụ từ uh, trư sỏ, có nghĩa là ở bên trên. Tung biển, là phía đông hoặc là hướng đông. Danh từ chỉ quan hệ, ví dụ, ví dụ như là từ tín truy, hàng xóm. Từ chỉa mẹ là chị em. Danh từ chỉ vật chất, như là thủ ti là đất đai. Dấu nỉ, là dầu mỡ. Danh từ chỉ vật, ví dụ như là liàng chèn chuẩn san là hai chiếc áo sơ mi. Hay là y tháo yú là một con cá. Thứ ba, chúng ta nói đến đặc điểm ngữ pháp của danh từ. Đại đa số danh từ thì nó không chấp nhận phó từ làm định ngữ. Phó từ thì chính là trạng từ bạn nhé. Tức là nó không đa số bạn nhé. Đại đa số tức là phần lớn vẫn có những cái trường hợp bất quy tắc, trường hợp ngoại lệ. Nhỏ thôi bạn, thì chúng ta xét về cái trường hợp lớn này nhé, nó không chấp nhận phó từ làm định ngữ, định ngữ là gì thì bạn cứ nhớ thế này, định ngữ là nó đứng trước để nó bổ nghĩa cho, nó làm cố định cái ý nghĩa của cái từ đằng sau. Ví dụ nhé, số 1 này chúng ta có từ đấn là người, không nói được từ phủ đấn, thứ nhất phủ là những từ màu xanh này là phó từ hay còn gọi là trạng từ bạn nhé. Ví dụ phủ là là không này, không ai người ta nói là phủ đấn là không người cả, đúng không bạn, Việt Nam mình cũng không nói thế. Vậy là gì rõ ràng cái từ phó từ pu này không đi với danh từ đắn? Hay số 2 là từ hẳn quân thí. Quân thí là vấn đề, đây là danh từ. Còn từ hẳn đây là phó từ là rất. Chẳng nhận lại dịch là rất vấn đề. Cái này không được bạn à, nhé. Thứ ba Núng mín, nông dân. Pu núng mín, không nông dân thì lại không được. giống trên kia thôi bạn. Số 4. Tung xỉ là đồ đạc. Phê chóng là rất. Phê chẳng tung xỉ, rất đồ đạc thì nghe ngang, ngang lắm. Không được số 5 thời gian thời gian hái thời gian không được vẫn thời gian à này không được thì bạn cứ nhớ mình nhá đại đa số danh từ nó không chấp nhận phó từ hay là trạng từ làm định nghĩa và làm định ngữ không được bạn nhé tiếp theo phía trước thì danh từ đấy có thể thêm cái từ ngữ chỉ số lượng biểu thị số lượng người hoặc là đồ vật ví dụ số 1 này chúng ta sẽ có từ danh từ là từ xuế rộng có nghĩa là học sinh Bây giờ chúng ta sẽ có từ lẻ là hai. À, đây là từ cơ, đây là lượng từ bạn nhé. Đấy, số lượng tức là số từ cộng lượng từ. Đây gọi là số lượng nhé bạn nhé. Lẻ cơ xuế rộng là hai học sinh. Hay là uh, xu su là sách. quyển sách á. Từ bẩn này là lượng từ cho nó. Sư bẩn su, bốn quyển sách. Số ba này. San cưa su. Su là thụ, là cây. cưa là lượng từ của nó. Đây có nghĩa là ba cái cây. Số 4 cái từ uh, y phủ ở đây mình sẽ dịch chung chung là quần áo, từ chiên này là bộ nhé. Đôi khi nó dịch chỉ dịch là chiếc thôi thì mình cứ dịch là bộ bạn nhé. Shibau 18 Shibau 18. 18 chiếc y phủ là 18 bộ quần áo. Hay là số 5. Uh, từ CHAI này là món ăn, từ phân này là xu nhé, là cái đơn vị uh, tiền tệ đấy bạn. 5 u phân, 50 u phân, Sải có nghĩa là món ăn uh, trị giá hay là đáng giá gì 50 xu Đấy, Tất cả những cái này, những cái màu xanh này Được gọi là từ ngữ chỉ số lượng các bạn nhé Cộng thêm cả lượng từ đằng sau nữa các bạn chú ý nhé Mỗi một cái danh từ này sẽ có cái lượng từ đằng kèm theo Và mình có những cái video nói về lượng từ rồi Thì các bạn hãy tìm nhé Nếu không tìm được hãy hãy comment ở phía dưới Mình sẽ giúp các bạn tìm nhé Bạn chú ý Danh từ trong tiếng Trung thì không có phạm chủ số nghĩa là dù là số ít hay là số nhiều thì cái hình thức danh từ vẫn không thay đổi đó như tiếng anh thì bạn phải chia ví dụ ngô thứ ba số ít chia thì hiện tại thì quá khứ thì tương lai ví dụ như vậy còn ở trong đây ví dụ nhé chúng ta nói về cái số trước đi chúng ta sẽ nói về những cái kia sau Bây giờ nói về số trước nhé bình thường phải thêm messi vào đúng không ạ? tiếng anh nhé một cái không nói nhưng hai một người không nói hai người thì phải đổ số từ hay là ví dụ như là từ trường học chẳng hạn một cái trường học một ngôi trường thì là không có gì nhưng hai ngôi trường trở lên là phải có sc từ school và từ schools còn ở chỗ này bạn nhìn này xuế sẵn học sinh ý cửa xuế sở, một học sinh Nhưng ta sang từ ủ cửa xuế sở. ủ là năm tại năm cũng là số nhiều rồi bạn đúng không nhưng mà bạn nhìn cái từ danh từ này này nó giữ nguyên cái hình thức của nó không thay đổi không thêm cái gì cả không thêm gì cũng không thêm từ mân thì bạn lưu ý nhé cái này là cái hay của nó hình thức danh từ vẫn không thay đổi vậy đây có thể coi là một cái điều dễ dàng cho các bạn khi học so sánh học tiếng anh và học tiếng trung nếu một số bạn nào hỏi nhé vì mình có học cả mình đang đi dạy đại học có dạy cả tiếng anh và tiếng trung ở trên trường thì đây chia sẻ qua với các bạn nhé không biết các bạn nào mà đang xem video này mà học cả tiếng anh và tiếng trung thì hãy chia sẻ của mình nhé comment ở dưới nha tiếp theo nào ở danh từ chung chỉ người thì có thể thêm từ mân ở phía trước Ờ, ở phía sau nhé biểu thị số nhiều đấy tiếng anh thì thêm messi còn từ này thì thêm từ mân ví dụ này lão ờ, sư là giáo viên hay là thầy cô giáo lão sư là những thầy cô giáo chúng ta không rõ số lượng mà nhé thì ở đây chỉ là những thôi mình không biết là bao nhiêu người nhưng ít nhất là hai trở lên đấy tiếp theo này khoai chi yuan là kiểu kế toán viên đấy bạn kiểu người làm kế toán đấy thì khoai chi yuan có nghĩa là những người làm kế toán tiếp theo Thúng xuế là bạn đồng học, tức là bạn cùng học, có thể cùng lớp, cùng trường. Thúng xuế. Thúng xuế mẻ là các bạn, ví dụ như giáo viên mà nói chuyện với các bạn trên lớp, ấy, thì hay gọi là, ví dụ chào tạm biệt là thúng xuế mân, chai chi Các bạn nói là, lạc sư, chai chi Tiếp theo, nỉ, nỉ mân, các bạn. Ủa, tôi, ủa mân, chúng tôi. Chú ý, khi mà bạn đã dùng từ mân, để chỉ chỉ số nhiều hoặc là trong câu đã có từ chỉ số nhiều thì không được dùng thêm số lượng từ làm định ngữ. Tức là thế này. À, vừa rồi mình còn nói các bạn số lượng từ tức là từ lẻ với từ cưa này đúng không bạn? Từ phấn nhậu này là bạn bè danh từ này. Vậy lẻ cơ phấn nhậu là hai người bạn rồi. Vậy chúng ta rõ là hai người rồi. Khi đã có cái số lượng từ này rồi thì bạn không thêm từ mân nữa. Từ mân nó chỉ dùng trong trường hợp chung chung thôi. Nó không cụ thể được như thế này. Và gì? Trong trường hợp này chúng ta sẽ không dùng được nhé. Bỏ từ mân đi thì dùng được. Đấy, Nói là lẻng cưa phấn nhậu là biết là hai người bạn Hoặc là phấn nhậu mình bỏ chiếc lẻng cưa đi Một trong hai thôi Phấn nhậu mân thì là các bạn thì Mình không rõ số lượng người Tiếp theo Một số danh từ chủ tượng Một khi nhận sự bổ nghĩa của phó từ Tức là trạng từ thì sẽ trở thành tính từ Một số danh từ chủ tượng này Có cái tính chất hình dung từ ấy, Hoặc là như là danh từ chỉ thời gian Như là danh từ chỉ phương vị Thì nó sẽ nhận cái sự tu sức Của phó từ hay trạng từ Ví dụ nhé, từ ú tiện này là 5 giờ, trái, ú tiện. trái đây là mới, mới 5 giờ thôi, đấy trái đây là phó từ nhé, hay từ ché mẹ, từ ché mẹ là phía trước, chui là nhất, chui, ché mẹ là phía trước nhất, là trên đầu. Đấy, các bạn chú ý cái này bạn học thuộc lòng bạn nhé, nếu như bạn không hiểu thì bạn cứ học thuộc lòng, học dập khuôn, để sau này mình học hiểu sau bạn ạ, khi bạn đã đến một trình độ nhất định. Các cụm từ hình thành mang tính chất hình dung từ. Tức là tính từ bạn nhé, hình dung từ là tính từ. À, ví dụ như là từ phú uh, tảo tửa là không đạo đức. Hẳn uh, lý xảo rất lý tưởng. Hẳn chính thần rất hăng hái, rất có tinh thần. phê trọng, khứa rất khoa học, có tính khoa học. Bù lý trừ không lý trí. Trong trường hợp này thì mình khuyên bạn học thủ lòng. Học thủ lòng coi như đây là một cụm tính từ. Nhá, có tính chất tính từ học luôn coi như là một cái cụm luôn học thuộc luôn là cụm là hình dung từ cụm tính từ một số ít danh từ đơn âm tiết tức là một âm tiết có thể dùng trùng lập để mà diễn tả ý là từng hoặc là mỗi cái này mình còn nói trong video uh, nói về các cái từ loại trong tiếng trung rồi nhé ví dụ từ rấn là người rấn rấn cho là người người tức là mảy rấn mỗi người thiên là ngày thiên thiên là mỗi ngày bằng từ mảy thiên từ cửa là một một cái mới à, cửa có nghĩa là mỗi cái tất cả mọi cái chẳng hạn như vậy có thể hiểu là mệnh cỡ có nhiều danh từ do uh, danh từ hoặc là động từ thêm cái từ từ r hoặc là từ thấu này hình thành ví dụ nhé uh, từ chua uh, chua là cái bàn chua Y là cái ghế dùng từ sự nhé tiếp theo dùng từ r này nhưng mà chúng ta sẽ đọc cuốn lưỡi nhé Khoa Khoa là họa là bức họa đấy bạn, bức tranh á, bức vẽ. Ấy. Thì từ "flower" này, uốn lưỡi này mình đã nói qua. Bạn có hai điều kiện để uốn lưỡi. Một, bạn nhìn chữ r. Hai, cái cách uốn lưỡi thì bạn há rộng miệng, cong lưỡi lên. Hoa. 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 Thế là xong nhá. Nếu bạn nào mà gặp cái vấn đề về phát âm từ "flower" này, à, nếu bạn cảm thấy khó phát âm á hay là khó phát âm cái âm nào thì bạn có thể comment, mình có thể làm riêng video hướng dẫn các bạn đọc những cái âm đó nhé Tiếp theo mù thọ anh nhẹ đọc là thọ nhé mù thọ là gỗ sứ thọ đá hòn đá sứ thọ là cái lưỡi Đấy, bạn thấy không cách hình thành danh từ này thì tốt nhất là bạn học thuộc lòng để bạn cố định luôn nhé coi như là một từ cố định thứ tư là vị trí của danh từ ở trong câu tính chung ở đây thì bạn nhìn chúng ta sẽ có danh từ làm chủ ngữ làm tân ngữ làm định ngữ làm dùng làm vị ngữ và có thể gọi là câu vị ngữ danh từ cái này là ngữ pháp này nhìn nghe rất sợ đúng không bạn câu vị ngữ danh từ tức là câu có vị ngữ là danh từ thế thôi đối với cái danh từ mà biểu thị cái nơi trốn địa điểm hoặc là thời gian thì thường dùng làm trạng ngữ tức là phó từ à, à, phó ngữ đấy và làm tân ngữ trong ngữ kết cấu giới từ cái này thì chúng ta nghiên cứu thêm nhé từng cái một nào danh từ làm chủ ngữ trong câu ví dụ, nhỏ <laughs> chú chủ chuyện war. Ngày mai, mẹ, mẹ tôi đấy, muốn đi ra ngoài chơi với bạn. Thì ở đây chúng ta có từ mò à, là mẹ là chủ ngữ nhá Là một cái danh từ chủ ngữ. Hay là Wo tờ fan, chân tỏ, hấn hảo chứ. Là cơm tôi nấu, rất là ngon. Thì ở đây chúng ta sẽ có từ Ủa này không phải chủ ngữ đâu nha bạn nhá Nhìn thấy rất tạo cho bạn. Chờ từ kết cấu, phải đằng sau nó mới là chủ ngữ này. Danh từ trung tâm, từ phản. Như vậy từ fan này là cơm, cơm cũng là danh từ đấy bạn. Như vậy nó cũng đóng vai trò là chủ ngữ trong câu nhé. Cơm mà tôi nấu. Cái này của chua này là định ngữ. Mình có hướng dẫn các bạn từ tợ rồi, lát nữa sẽ nói sau nhé. Tiếp theo danh từ làm tân ngữ. Ví dụ, của căng bài y bản xu. Thì y bản xu bạn biết rồi, đây là một cái số lượng từ cộng danh từ là từ xu này. Thì mình sẽ gọi đây là một cụm danh từ nhé thì làm thế nào để mình biết cụm danh từ là tân ngữ thì uh, có bạn Dương bạn hay hỏi mình nghĩ là làm thế nào để xác định tân ngữ thì một cách xác định tân ngữ đơn giản nhất ý, đó là bạn xem xem nó là danh từ nhá thứ nhất này thứ hai là nó đứng sau động từ này từ mãi là mua là động từ đúng không ạ đấy thì bạn xác định à, một điều kiện danh từ hai điều kiện đứng sau động từ như vậy đây sẽ là một tân ngữ đó tôi vừa mới mua một cuốn sách hay là xẻo miếng chứ là lẻng gọ chi tản Tiểu Minh ăn đã ăn hai quả trứng gà. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy từ chi tan này à, hay là lẻng cơ chi là gì? Số lượng từ cộng danh từ, đây là một cụm danh từ. Nhá, một cụm danh từ và nó đứng ngay sau một chủ ngữ, à một một động từ là từ chứ. thì lơ không tính đâu bạn nhé. Chứ là coi như là một động từ đi. Như vậy đứng sau động từ đấy thì đây sẽ là một cái gì nhỉ? Một cái tân ngữ. Đấy, vậy danh từ có thể làm được tân ngữ nha. Tiếp theo danh từ làm định ngữ. Cái định ngữ này thì bạn chú ý, làm định ngữ thì phải đứng trước, đứng trước cái gì thì đứng trước cái một cái từ mà nó bổ nghĩa ví dụ này tao anh ấy là ý cỡ một trung quốc hướng nhậu, người bạn trung quốc như vậy chúng ta nhìn từ trung quốc này từ trung quốc này là một danh từ đúng không bạn khẳng định luôn nhé rồi và nó đóng vai trò làm định ngữ vì sao bởi vì bạn nhìn từ phong nhậu này à, người bạn người bạn này là người bạn nào người bạn nước việt nam hay là người bạn nước lào hay là người bạn thân hay là người bạn nữ hay người bạn nam không Người bạn Trung Quốc. Như vậy rõ ràng từ Trung Quốc này làm gì? Nó cố định cái ý nghĩa của từ phấn nhậu này. Vậy nó phải đứng trước nhà, đứng trước để định ngữ cho nó. Vậy đây người gọi là danh từ làm định ngữ. Thế thôi bạn, tức là bạn dựa vào vị trí của nó và những từ khác trong câu để bạn gọi cái tên của nó. Thế thôi. Về lý thuyết thì thế bạn nhé, còn áp dụng thì đơn giản hơn. Không vấn đề gì nhỉ? Tiếp này. Thơ sang suy chi tàu, chi, khẩu. Đố bạn biết danh từ ở đâu đấy? Đây, đây. Trần chi, danh từ chủ ngữ đây này. Trần chi là thành tích nhé. Thành tích gì? Bạn nhìn chữ tợ chưa? Khi nhìn thấy chữ tợ thì bạn sẽ nhìn nhìn, nhìn đằng sau nhé. Đằng sau đây có cái uh, danh từ trung tâm đấy bạn. Thì là nó là trợ từ kết cấu mà. Thì đằng trước nó tất cả đều là định ngữ thôi. Cái cụ tha sẵn suy chi thì đây là định ngữ nhá sang suy chi là kỳ trước. Thì đây nó sẽ coi là định ngữ nha Danh từ làm định ngữ. Danh từ dùng làm vị ngữ hay còn gọi là câu vị ngữ danh từ. Câu có vị ngữ là danh từ, nói tắt là câu vị ngữ danh từ. Ví dụ, Washer anh nhầm, Thasher hứa nể rấn, anh ấy là người Hà Nội. Thì đây bạn nhìn nhá, cái từ Tha này là chủ ngữ đúng chưa? Vậy tất cả những từ đằng sau từ từ sư trở đi ấy, là vị ngữ. Đấy và bạn nhìn trong cái vị ngữ này chúng ta sẽ có từ hứa nể rấn, à, hứa này là danh từ, rấn là danh từ. Vậy hứa nể rấn là một cụm danh từ. Đây là danh từ làm vị ngữ nhá hay còn gọi này là đây là câu có vị ngữ là danh từ nói tắt câu vị ngữ danh từ hay là Xin thiên sử sinh chi sử hôm nay là thứ năm vậy Xin thiên là chủ ngữ sử sinh chi sử là 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 vị ngữ và trong đây là có cái danh từ vậy chúng ta gọi là, là câu vị ngữ danh từ đối với danh từ biểu thị nơi chốn địa điểm và thời gian thì thường dùng làm trạng ngữ và làm tân ngữ trong ngữ kết cấu dưới từ ví dụ Ủa mân, chúng tôi, mình thiên, ngày mai, trai thảm mờ lại nói chuyện tiếp nhé Ở đây chắc Ủa mân sẽ dịch là chúng ta bạn bao gồm cả người nói và người nghe Ngày mai chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé Đấy, thì Việt Nam mình hay nói cái thời gian trước thì mình dịch như này Còn uh, Trung Quốc thì họ có thói quen là họ đặt cái thời gian ngay sau chủ ngữ như thế này Tức là đây là thói quen của hai quốc gia thôi, hai cái nền văn hóa thôi bạn Cố gắng bạn học thuộc nhé Đây được gọi là giao thoa không tương đồng bạn cố gắng nha cố gắng để nhớ cái quy tắc của người ta rồi đặt cho nó đúng quy tắc người ta đâu. khi người ta mình nói chuyện với người Trung Quốc mình nói đúng cái, cái 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 kiểu quy tắc của họ thì người ta cảm thấy gì mình thân thiện hơn đấy bạn nhé à, tiếp theo nào ý chén của bố thải léo chỉa thọ trước đây tôi không hiểu anh ấy lắm ý chén đây bạn hoàn toàn có thể nói là úa chén bố thải léo chỉa thọ cũng không vấn đề gì nhé người ta thường nói như vậy hơn đấy thường cho từ ủa chủ ngữ đứng trước còn đây là những cái từ ví dụ mình, mình thiên này danh từ chỉ thời gian từ ít này cũng thế nhé nó làm trạng ngữ trong câu ạ nhé chú ý khi dùng làm vị ngữ hay hình thành cụm vị ngữ động từ tức là có vị ngữ là động từ thì phải đứng sau động từ phán đoán là từ sử tức là là ví dụ chưa sử của tờ bảo. chưa là đây sử là là thì cả cái vị ngữ này đấy được chưa thì ùa từ ba bà thì bạn biết rồi ờ, từ ba bà này là danh từ trung tâm này tù là định ngữ này đây là một cụm danh từ nhé đây là bố của tôi thì nó đứng sau đứng sau từ sự nhé đứng sau động từ gọi là động từ phán đoán đấy bạn nhưng mà đây có thể coi là khẳng định luôn cũng được ừ. đây là câu khẳng định bạn nhé câu khẳng định tiếp theo này chưa bản số. cuốn sách này đây là một chủ ngữ cụm chủ ngữ bố sử không phải là nỉ tơ của bạn vậy này là gì là câu phủ định đấy các bạn chú ý nha tiếp theo trong câu đơn giản xác định thời gian quê quán và địa điểm theo thói quen thì có thể lược bớt không bắt buộc phải dùng động từ phán đoán là từ sự si. ví dụ chúng ta sẽ nhìn cái bên trái trước nhé con chuột của mình này xin thiên sử sinh chi thiên hôm nay là gì là chủ nhật bạn có thể bỏ chữ suy đi bạn nói sang vế bên phải này xin thiên xin chi thiên hôm nay ngày chủ nhật bạn có thể nói như vậy được nhé bỏ có thể bỏ cái từ suy đi đây là những câu liên quan đến thời gian hay là của sư hứa rắn tôi là người hà nội còn đổi sang cái câu bên phải của hứa này rắn tôi người hà nội như vậy đây gì đang nói đến quê quán quê hương chúng ta có thể lược bớt từ sơ đi kể cả nói về địa điểm theo thói quen thì bạn cũng có thể lược bớt được À, thưa các bạn đó là toàn bộ những cái mà mình có thể mình tìm hiểu được có thể tìm hiểu được và có thể hiểu được trong cái danh từ trong tiếng trung thế các bạn nào mà biết thêm gì đó hãy chia sẻ với mình để chúng ta cùng học nhé à, như mình nhắc rồi đấy mình không dạy các bạn mình chia sẻ các bạn mình hướng dẫn các bạn những gì mình đã biết à, gọi là cá nhân mình thôi và à, mình muốn à, gọi là cùng học với các bạn thì à, nếu bạn cảm thấy video của mình hữu ích các hãy đăng ký kênh nhé và thông báo để chúng ta cùng học nhé cảm ơn các bạn hẹn gặp lại nhé Bye -bye.